Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu với tranh một chiếc mũ nha. Những hoa thì mình cho màu vàng. Trang để mẹ đóng dấu nhá. Mấy giờ rồi mẹ? 4 giờ. Thế là con đi đón. Chơi của con đâu? Bé. Chơi của con đâu? Đầu kia sữa đầu quên. Bà hái rau mà con. Bà ơi. Đi đây tô màu con đi. Cái quyển sách bé lên 3 tuổi không? Bé lên 3 tuổi sách rồi. Thì con vào con tìm xong là hai mẹ con mình vào trong kia đọc sách nhé.
Thì mới cần bé lên 3 tuổi ấy. Mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc mũ màu tím rất là đẹp này. Chắc mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo.